Dạ, xin kính chào tất cả quý cô chú bác và anh chị yêu thích ngai vàng trên cả nước đã quay trở lại với kênh Cuộc Sống Cần Thơ Hậu Giang cũng như bonsai Cần Thơ 168 của mình hả cô chú anh chị. Thì hôm nay kênh tiếp tục quay trở lại với chỗ bãi kiển của anh Trạng và anh Tám ở gần Sơn Động, thành phố Cần Thơ. Xin chia sẻ giao lưu cùng cô chú anh chị các bạn một số cây mai quái quái, cũng như có một cây cúc trạng thọ 100 cánh, rồi một số giống mai nữa. Giao lưu cùng quý cô chú anh chị các bạn mình chơi hết cô chú anh chị. Một số mai mình về mình chơi cũng như phôi mình tiếp tục hết cô chú để lọc có ha. Rồi cây cúc dạng thọ nữa này cô chú anh chị nha. Đó, cây này nếu mà lấy được cũng khá là nhiều bo, cũng có nụ luôn nè cô chú anh chị nha, mặt bông thì đang có luôn nè. Đó, cúc dạng thọ 100 cánh. Số phô mai với bạch mai luôn nha cô chú anh chị, mai đại lộc luôn ha. Cái bạch mai. Rồi em vô clip luôn nha cô chú nha. Dạ em xin chào anh Trạng ơi. Dạ rồi em xin kính chào cô chú anh chị kênh ha. Dạ. Thì cũng cảm ơn cô chú anh chị clip vừa qua ủng hộ em rất là nhiều. Dạ. Thì hôm nay em về cái lô là 12 cây hả anh chị. Đó phôi có, rồi mai đại lộc có, rồi mai bạch mai có hả anh chị. Dạ. Rồi cũng rất cảm ơn cô chú anh chị ủng hộ luôn. Dạ. Rồi hôm nay thì mã đầu cây là cây đại lộc thôi anh chị. Dạ. Này mã số 21 đi. Rồi mã số 21. Dạ tiếp nối clip hôm qua. Dạ. Rồi. Rồi là một cây mai đại lộc thân dạng sắn quái luôn nha cô chú. Này là dạng lâu hơn chị. Cây để bàn rất có duyên nha. Còn một số bông nè cô chú nha. Con sa tát á. Quái hơn chị. Thân hơn chị. Dễ thương lắm luôn. Rồi, cho em thông số luôn anh nha. Hoành là 10. Dạ, hoành là 10. Chiều cao là 60. Dạ. Rồi, mã số 21 này em xin giao lưu chú anh chị là 1.300.000 anh chị ơi. Dạ, 1.300.000 nha cô chú anh chị. Dạ. Mai đại lộc thôi cô chú anh chị ha. Rồi, số điện thoại liên hệ là 0917359719 ha anh chị. Dạ. Gặp anh Tám ha. Dạ, rồi, đổi giúp em nha. Rồi. Rồi, rồi mã số 2. Số 2 cũng là mai đại lộc luôn. Mai đại lộc cũng gì? Một cây đế bàn, đế cũng khá là quái luôn. Cây này mình ghép được 3 bo nha cô chú anh chị nha. Cây này mỏng còn mới bung nụ nè. Cây này hay sót lại đặt lá trễ. Hoành là 14. Dạ hoành 14. Chiều cao là 50. Rồi mã số 22 này em xin giao lưu với cô chú anh chị là 500.000 hả anh chị ơi. Dạ rồi 500k nha cô chú anh chị. Mai đại lộc mã số 22. 23 là cây, ủa cây này. Cây này là cây giảo vườn mình. Giảo vườn nha cô chú anh chị. Cái này còn nguyên thủy chưa ghép hả anh chị. Không anh? Cái này có chân dáng dáng thú nha cô chú chị. Để dáng thú ha. Đây có chân hả anh chị. Chân này. Chân để bàn khá là có duyên. Cái này có bông mà. Một là cô chú chơi duyên luôn, hai là mình ghép mấy cái giống cúc đẹp đẹp vô ha, để bàn rất là duyên luôn. Cho em thông số luôn anh ơi. Cái này hàng này nói chung là nó thuần chậu hết anh chị, về chỉ cần mình ghép thôi. Hoành là 14. Dạ hoành 14. Chiều cao là 35. Rồi mã số 23 này em xin giao luôn chú anh chị là 500.000 hả anh chị ơi. 500k nha cô chú, mã số 20. 23. Rồi. Tiếp tục là mã số 24. Dạ mã số 24. Rồi trên là cây giảo thủ đức ghép gốc nhớt ha anh chị. Dạ. Này nằm trong chậu con trâu luôn chị ơi. Có cái củ đế như con ốc sên nha cô chú nha. Này ở dưới đây nó có trứng nè anh chị, trứng lọc ha. Đây. Này gốc nhớt ha anh chị. Giảo thủ đức ghép liền cốt rồi. Rồi, trên thông số luôn nha. Rồi cái củ này là 14. Dạ cũ là 14. Chiều cao là 43. Dạ. Rồi mã số 24 này em xin giao lưu chú anh chị là 350k ha. Dạ 350k nha cô chú anh chị ơi. Cây giảo thủ đức ghép liền cốt nha cô chú anh chị. Mất tiêu giấu giấu luôn rồi đó. Rồi mã số 25. Mã số 25. 25 cũng là cây liền cốt luôn. Cây này cây là thủ đức luôn. Thủ đức luôn. Có một cũ luôn nè cô chú anh chị nha. Hai cây liền cốt chơi rất là thân lắc lượng rất là đẹp hả anh chị.
Cái này bông kẹo luôn hả anh chị? Cho em sớm luôn ha. Này khi mà em ship rồi em để chậu luôn hả anh chị ơi? Tháo chậu nghe, tại ship nặng lắm hả anh chị? Cái cũ là 20. Dạ, cũ 20. Hoành thân là 13. Chiều cao là 79. Tàn ngang rộng là 77. Rồi mã số 25 này em xin giao luôn chú anh chị là 1 triệu ha. Dạ, 1 triệu nha cô chú, một cây liền cốt nha cô chú anh chị. Từ đây tới Tết năm sau nữa là tàn dày kính lớn tàn hơn nữa nha cô chú nha. Về mình một cuốn vô tí là ok hơn chị. Rồi mã số 26. 26 cũng là cây liền cốt luôn nha cô chú anh chị. Rồi, cây này cây Thủ Đức luôn hả anh Trạng? Dạ đúng rồi, cây Thủ Đức luôn. Mã số 26. Mã số 26 cho em một vòng nha. Cây này cũng có củ đế luôn hả anh chị? Củ khá đẹp hả anh chị? Cũng thăng lắc lượng luôn ha. Cây này dễ chơi với cặp cây số 25 được hả anh chị? Cây này cũng bông cũng kín luôn ha. Dạ rồi, thông số giùm em luôn nha. Hoành thân là 15. Dạ, hoành 15. Chiều cao là 86. Tàn ngang rộng là 85. Rồi, mã số 26 cũng xin giao lưu với giá là 1 triệu luôn ha anh chị. Dạ, 1 triệu nha cô chú anh chị ơi, mã số 26 luôn. Cây giỏ Thủ Đức nha cô chú anh chị, rồi đổi giùm em nha. Tiếp tục mã số 27. Mã số 27. 27 là một cây cúc 7 tầng ha anh. Dạ, cây cúc 7 tầng ha anh chị. Cúc 7 tầng nha cô chú, có mặt bông luôn nha cô chú anh chị, mà nụ còn luôn nha. Cái này ghép hai bo để nôm luôn ha anh chị. Để quái dễ thương nha cô chú anh chị. Đây anh chị xem mặt bông ha. Cái này nếu mình về mình chơi phong cao ha cô chú nha. Cái này về mình lấy bo mình ghép cũng ok luôn ha, chỉ dàn bo lắm ha. Đây. Bông ha anh chị. Mặt cái bên này cô chú chị nha. Đây nó ha. Cúc 7 tầng ha cô chú anh chị nha. À, dưới này có con bông còn dữ hơn nữa, cái này chắc 9 tầng luôn á. 9 tầng bông hả? 9 tầng à, nó 9 tầng mây này, 9 tầng bông à, bông rất là đẹp nha cô chú anh chị nha. Nó có nhị luôn. Này có mùi thơm nhẹ hả anh chị? Cũng muốn bích vậy hả anh chị? Cái này phong cao lắm nha cô chú, rồi thông số giùm em nha, còn nụ rất là nhiều nha cô chú anh chị ơi. Rồi. Hoành thân chín này là 11 hả anh chị? Dạ, hoành là 11 luôn. Chiều cao đế là 17. Dạ. Cao tổng thể là 127. Dạ. Rồi mã số 27 này, cây cúc 7 tầng này em xin giao luôn là 900 ngàn anh chị ơi. Cái này cô chú anh chị mua về là mình lấy bo được liền ha, lên giao lương ha cô chú anh chị ha. Lấy được rất là nhiều bo luôn. Lấy xuống tới đây thì khoảng 5-6 bò rồi ha. Cái đây có nụ nữa nè. Cái này lấy bò tha hồ ghép luôn. Dạ, quá nhiều lắm. Bò luôn á. Rất là nhiều bò nha cô chú. Đây nữa nè. Bò mày có nhiều bò. Rồi, giá nhiều anh em. Này 900 ngàn. Rồi, 900k nha cô chú nha. Rồi, đổi giùm em luôn ha. Cây cúc 7 tầng. Chứ rồi mã số 28. Dạ, mã số 28 là một cây cây giỏ vườn mình ha anh chị. Giỏ vườn. Cây bông là 5 cánh đến 9 cánh. Dạ, cây zin ha. Cây zin luôn. Cây zin nha cô chú anh chị. Vô có chậu xưa luôn nè. Cái này mua chậu xưa thì thương lượng ha cô chú nha. Này chậu này dữ lắm nha anh chị. Cực kỳ đẹp ha. Cái phôi nó rất là đẹp. Là không phải phôi mà cái thân. Cái này là đế nôm luôn hả anh chị? Nhà, đế nôm luôn ha. Tay cành này sữa thành phẩm hả anh chị? Tàn đều đẹp nha cô chú nha. Tàn tròn đều đẹp, bông thì thấy mặt bông rồi hả anh chị? Bao bông đẹp luôn ha. Em bao bông đẹp luôn. Rồi, thông số giùm em luôn nha. Cây giảo ghim nha cô chú anh chị. Hoành là 24 chị ơi. Dạ, hoành 24. Hoành đế là 38. Dạ. Chiều cao là 92. Tàn ngang rộng là 110 hả anh chị?
Rồi mã số 28 này em xin giao lưu với giá là 3.300.000 hết chị. Rồi 3.300.000 nha cô chú nha. Mã số 28. À. Rồi, đổi anh em ha. 29 là một cây bạch mai đế thú nha cô chú anh chị. Rồi mã số 29 là cái bạch mai anh chị. À, bạch mai dáng thú anh chị. Cái này là đang lên xù anh chị ơi. Đây. Xem ha. Xù chảy nha anh chị. Cái này là bông là 7 cánh 8 cánh luôn anh chị ơi. Vừa có bạch mai vừa có tuột diêm luôn nha cô chú nha. À. Thôi quá đẹp luôn. Này kéo nhựa rất là mạnh nha anh chị đây nè, bích luôn ha anh chị. Còn một chút nó bích luôn ha, liền hẹo rồi. Rồi, thông số giùm em nha. Cây ghép 2 bao bạch mai nha cô chú. Cái củ đế đặt này là 45 ha anh chị ơi. Dạ. Hoành eo là 27. Chiều cao là 50. Chiều dài ăn thú từ chỗ đầu tới cái đích là 31 ha anh chị. Rồi mã số 29 cái giống thú này em xin giao lưu với giá là 2.700.000 ha. Dạ 2.700.000 nha cô chú anh chị. Nó chặn tặng ở chậu luôn hả anh chị. Rồi em chậu Bắc Tiên. Rồi, đỡ giùm em luôn nha, 2.700.000 nha cô chú anh chị. Chậu Bắc Tiên luôn. Bạch Long tiên nữ. Rồi. Một cây dáng bay nha cô chú anh chị, dáng bay hồi hay là dáng siêu gì? Này là dáng dáng siêu hồi đầu. Dáng siêu hồi. Rồi, đế thú luôn ha anh chị. Gì trên đó vậy? Này là em ghép mà mai dạo Thái Lan. Dạo Thái Lan phải không? Dạ. Ghép được 3 bo ha anh chị, dính hết luôn ha. Đây 1 bo, 2 bo, đây 1 bo, 3 bo ha. Này dưới này chưa ghép. 3 bo dính hết 3 bo luôn ha. Đế thú ha anh chị. Đuôi luôn nha cô chú nha. Tôi là tự nhiên nha anh chị. Rồi cho thông số luôn anh ơi. Dạ Thái Lan bông rất đẹp nha anh chị. Bông 8 đến 12 cánh bông bự ha. Cái củ đế ở dưới này là 47 anh chị. Dạ. Hoành eo là 30. Chiều cao là 60 ha anh chị. Rồi mã số 30 cây dáng thú siêu hồi đầu này em xin giao lưu với giá là 1.600.000 chị. Dạ 1.600.000 nha cô chú nha. Mã này số cho mình xài rất đẹp anh chị. 30. Rồi mã số 31. 31 là một cây bạch mai ghép cái gì hả anh hả? Bạch mai ở dưới bạch mai trên Thủ Đức. Trên vàng của bạn. Đó, đây là đế thú ha anh chị. Đây, y chang thú luôn chị, 4 chân luôn ha. Thú ngồi ha anh chị. Ừ, 6. Đó, đây là em ghép bạch mai ha anh chị, lá thạch ha. Đây. Ở trên đây thì giả Thủ Đức. Này là gin. Gin đuôi đuôi là vàng. Đuôi là đuôi gin. Đuôi là vàng, đầu bạc. Này cũng là Thủ Đức luôn. Thủ Đức, hai bo Thủ Đức. Là Thủ Đức ha. Hai bo này là bạch mai. Bạch mai nè, bạch mai đập hồng đá cẩm thạch. Bộ đế rất đẹp hơn anh chị. Đế thú nha cô chú anh chị ơi. Đế dáng thú nha. Đế thú luôn không anh? Đế thú luôn, bốn chân luôn ha nè. Này hai trước nè. Rồi, sao ha. Đuôi ha. Hoành là 30. Dạ hoành là 30. Chiều cao là 82. Chiều dài anh thú là 64. Rồi mã số 31 cây thú này em xin giao lưu giá là 3.800.000 chị ơi. Dạ 3.800.000 nha cô chú anh chị. Mã số 30. 31. 31. Rồi. Rồi 32. Mã số 32. 32 là một cây phôi mai. Là cái phôi đế lưu hả anh chị? Phôi mai đế lưu. Tâm tuột sống khỏe luôn nha cô chú anh chị. Này thường bầu hả anh chị? Về vô chậu chơi. Bộ đế này đóng bo vô luôn, này dính luôn. Đế ok hả anh chị?
Để cắm xuống không ha? Để luôn nha cô chú anh chị. Rất đẹp hơn chị nè, đi xuống không hả anh chị? Cây này mạnh từ ở dưới rễ lên tới trên thân luôn ha. Tâm tược tùm lum hết trơn luôn. Cái nội đế là 138 hả anh chị? Dạ. Rồi, cái cũ này là 43. Dạ, cũ đế là 43. Hoành eo là 31. Dạ. Chiều cao là 73. Này sổ nôm cao là 31 hả anh chị? Ba tắc hả anh chị ơi? Dạ. Rồi mã số 32 này em xin giao luôn chú anh chị là 3.400.000 hả anh chị ơi? Rồi 3.4 nha cô chú ơi. Một cây phôi mai đế lưu. Mã số 32. Rồi mã số 32 cũng là mã số cuối cùng của clip ngày hôm nay anh chị. Dạ. Thì cũng cảm ơn chú anh chị đã ủng hộ clip vừa qua. Thì rất mong chú anh chị ủng hộ clip tiếp theo giùm em ha. Số điện thoại liên hệ là 0917 359 719, liên hệ gặp anh Tám. Dạ. Rồi, em xin kính chào và hẹn lại. Dạ rồi, xin cảm ơn anh luôn. Xin chúc cô chú và chị các bạn một ngày khai xuân đầu năm thứ hai thật là tuyệt vời, may mắn, vạn sự như ý luôn nha cô chú nha.